thì khi mình mỗi lần lấy dấu thì có cái độ co rút riêng, tại vì thường ví dụ cao su hoặc là cái chất lấy dấu là nó phải có cái thời gian, đúng ví dụ một tiếng hai tiếng mình phải đổ mẫu như thế nào đó, đúng thì phụ thuộc rất nhiều vào con người. Mình đầu tư như thế này là giữa mình với việc tiêm mà liên kết thế này rất đúng là bên lab á, bên labo nó vẫn có những cái kỹ thuật và có những cái máy cắt riêng, đúng nó có phần mềm họ tải cái này về họ cắt bằng máy toàn bộ ấy. Cho nên giữa nó không phụ thuộc vào cái yếu tố con người. Cái thật ra một cái ca mà anh làm lấy dấu 5 phút rồi sao? Đúng rồi. Trong khi nếu mà anh lấy dấu bằng cái cầu sâu ít nhất anh mất phải 1 tiếng rồi. Thật ra mình đầu tư mình thấy cái máy là một trong những kỹ thuật của mình. Mà nó làm mình phải yên tâm để mình làm. Labo Việt Tiên là hiện nay người ta trang bị cái hệ thống này rất là tốt. Mình thấy nó thích cái hệ thống này. Đúng rồi.